Trong gala trao giải quả bóng vàng 2021, Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ 6 chi 30 ứng viên được đề cử với 178 điểm, xếp sau người chiến thắng Lionel Messi cùng Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema, N'Golo Kanté. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, siêu sao người Bồ Đào Nha không góp mặt trong top 3 quả bóng vàng. Thời điểm năm 2010, khi xếp sau Messi, Andres Iniesta, Xavi, Wesley Sneijder, Diego Forlán và thú vị hơn, Messi cũng giành chiến thắng chung cuộc. Sau đó, anh trải qua 9 năm liền cạnh tranh quyết liệt danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng bóng đá, có 4 lần đoạt giải 2013, 2014, 2016, 2017. Về phía Messi, quả bóng vàng thứ 7 cùng 613 điểm bầu chọn năm nay giúp siêu sao người Argentina nâng tổng số điểm bầu chọn trong các lần đề cử lên 3.574. Đáng nói hơn, thành tích này kém xa Ronaldo với 3.781 điểm. Ngoài ra, số lần được đề cử của Messi là 15, kém đại kình địch 2 lần 17. Tất nhiên, số lần đề cử hay số điểm bầu chọn không thể quy đổi thành số lượng quả bóng vàng, vì vậy Ronaldo vẫn ngậm ngùi nhìn đại kình địch bỏ xa về thành tích 5 quả bóng vàng so với 7 quả bóng vàng. Năm 2021, Ronaldo ghi 43 bàn 60 trận, nhỉnh hơn Messi 41 bàn, giành danh hiệu vua phá lưới Serie A, vua phá lưới Euro, đồng thời lập kỷ lục ghi bàn ở cấp độ tuyển quốc gia. Tuy nhiên, việc chỉ có danh hiệu Coppa Italia cùng Juventus khiến anh thất thế hơn các đối thủ sở hữu chức vô địch quốc gia, danh hiệu cấp độ đội tuyển. Theo thống kê, trong 7 lần Messi giành quả bóng vàng, Ronaldo chỉ 2 lần góp mặt ở gala trao giải 2012-2015, bên cạnh 5 lần cáo bận 2009-2010-2011-2019-2021. Năm nay, Iniesta muốn dành sự tập trung cho trận đấu tiếp theo cùng Mu nhưng theo Footbank Italia, anh thường không dự lễ trao giải khi biết bản thân không phải người chiến thắng.